Rồi hello anh em, hôm nay mình làm chuyến đi săn theo có hưởng nè, thấy không? Lão đại, hello anh em nha. Đội trưởng đội chích cá, chào cô chú. Chào chú chú. Dạ. À, hôm qua ở đây Bình Dương mình mưa rất là lớn, mưa phải nói một trận mưa đầu mùa khủng khiếp luôn á. Anh em mình tranh thủ đi săn sớm để kiếm ít chim về nấu cháo. Này. Thì hôm nay mình đi với tiếp tục T2 Quyền Thoại. Cổ dây 12, 19, 190 cho phải con 0.45 nha anh em. Hôm nay sẽ đang cố gắng kiếm nhiều cái siêu phẩm cho anh em xem. Mong anh em coi và ủng hộ video của mình nha. Thợ săn Bình Dương. Bắn đèn của bắn trước đi, bắn trước đi, sát bắn thôi ngon. Đứng 4 con nữa, đứng ở đây anh quay. Người nó không quay đâu. Sáng sớm mình phát hiện có 4 em cu ăn đang dưới đất nè. Tưởng đang me. Để nó đứng lại đàng hoàng ngon lành và đào. Đó, xin đôi luôn. Không, không, chim này bay gì? Này bay gì? Chim bay gì? Thôi bắn cái chút nhắc là cu có 2 mét à. Nè nè. Có 2 mét. Cu có 2 mét rồi mà không nghĩ. Em đầu tiên. Hai mét hả? Người ta siêu phẩm xa cho mình siêu phẩm 2 mét. Có 2 mét thôi. Hôm nay sôi sôi là thấy cu ra hơi bị nhiều. Hôm nay dài ba cái siêu phẩm thôi, nó đã mắc. Mình chạy gần gần lên nó có bay đâu, cái ngon ngô đó đi. Không có bay. Chim gì mà bay gì? Ờ đúng rồi. Con tắm con mới phải ra đúng không? Con sau cùng đó, ờ con đang đang ở đó. Đúng rồi, đúng lông anh em ơi. Rồi tiếp tục lết cơ. Gãy cánh em cu nữa nha anh em, em này gãy cánh chà, không có cái bịch. Wow. Trời cho con hưởng tới đâu rồi. Rồi tiếp tục let go nha. Giờ mình xuống tới quán nha anh em. Trên đường đi thì mình làm chào bác. Chào bác. Hello. Hả? Bữa nay đi đường này cái dòng bắn con cu. Ai em? Hai chú. Làm cho anh hai tô cháo đặc biệt đi. Đã xong rồi, mình tiến hành đi. Giờ là cơm no đủ say. Chúng ta bắt đầu chiến đấu kiếm siêu phẩm. Hưởng hưởng phát mới hạ con em cu nữa kìa. Đó, mới hổ em cu giờ có phát dứt thêm con nữa cơ dưới trên thằng nào. Hai em.
hồi nó cho chạy bây giờ. Ghê. Hai viên hai em hả? Ba viên hai em hả? Quá dữ. bên kia được. À, quá phê anh em ơi. Rồi tiếp tục let's go nha anh em. Đây nha, mình phát hiện có hai em cu con. Hai em cu con đây. Đây nha, anh em thấy không? Ê, bay hết con rồi. Đó. Bay qua đó thằng con, còn con đây nè. Mình không có bắn nha, cu nhỏ là mình không có bắn nha anh em. Nè, cái cánh cây nè. Đó. Rồi tiếp tục let's go nha anh em. Bịp bịp nha anh em. Đây đây. Rớt luôn rồi. Còn sống quá nha. Cắm cái đầu. Thôi. Chấm hết nha anh em. Ủa? Ủa sao gác ná hết trơn rồi? Sao gác ná hết trơn rồi? Nó chưa rớt mà. Rồi nó không xuống rồi làm sao? Ờ. Nát hết. Bên kia. Móc câu đã sắp. Này cổ lòi đúng rồi, tôi bắt. Sớm thì cho tao được khổ. Bởi vậy đấy, nó chờ người ta. Nhưng mà nặng lắm. Trên bánh luôn, tại nước lăn thôi. Nước lăn bự lắm. Nước dưới ta. Ừ. Nè, nó có rồi, tao hết không rồi. Nguyên cục thịt. Ừ. Vô túi ba ra. Quả phê anh em ơi. Quả đã, rồi tiếp tục let's go nha anh em. Đây anh em ơi, chim nó bay vô tới trong đây nó mới chết trong đây nè. Đây anh em. Nó bay một phát mà vô tới. Từ đó nó bay một phát mà qua tới đây nó mới chết. Quá tuyệt vời nha anh em. Phê quá. Rồi. Tiếp tục let's go. Mình làm cái siêu phẩm xuyên đồ cho anh em xem nha. Siêu phẩm xuyên đồ anh em. Được có một em à. Không có thấu được qua bên kia. Chỉ được có một em thôi anh em. Không xuyên được. Mình tính sửa nó xuyên em này qua bên em kia luôn mà không xuyên được nè. Lông nó dính trong người này. Đó. Mà không đủ lực để qua bên kia. Một em nha anh em. Quá phê. Quá đã. Toàn với Hưởng thì đi về phía bên kia rồi. Mình đi phía bên này. Rồi tiếp tục let's go nha anh em. Một em. Cái đầu. Ngay cái đầu. Để em còn bu được chứ. Bu tận trong viên rồi.
Đợt này em chia biểu nha anh em. Chia biểu nha anh em. U bắn. U lủng cái đầu luôn rồi. Đây nha anh em. Rồi tiếp tục let's go. Một viên nha anh em. Một viên rồi anh em ơi. Đó, anh em. Có thấy tốc độ bắn sóc của mình không? Chỉ có một viên thôi, để xem ngay đâu mà nó chết hoặc gì. Coi. Thử kiểm tra cái ngay đâu nha anh em. Đâu. Mười vip nữa kìa. Một viên nữa nha anh em. Trời ơi. À cực kỳ xa luôn. Em rất cao. Đây nha anh em. Ui. Anh em ơi. Quá đã anh em ơi. Trời ơi thành quả rồi, thợ sao mình dương nè anh em ơi. Rồi. Trời ơi. Ừ. Đây anh em ơi, một mình nha anh em. Toàn như Hưởng thì đang bắn cái con sóc bị thương bên kia. Mình thì quá phê. Ra khoe đó em. Ra khoe. Ra khoe thành quả. Trời gì? Hả? Anh em thấy sao? Không, con này nó ở kia bên kia à. Chưa chết đâu, chưa chết đâu. Anh bắn vô đâu quẹo cổ nó thôi à. Ôi trời ơi. Siêu phẩm của bác Tấn nè. Hai viên hai em thôi. Ở cái trạm đó đó. Anh vừa tới bắn bịp thấy chạy ra nhấc xong rớt xuống ra nhấc có bịp nữa. Hai viên hai em. Đó rồi cục đuôi rồi. Tàu nó ở cái cây cao lúc đó kìa bắn một cái bít cái này nó nghe nổ nghe gì đâu gì sao sao đâu rồi nó chạy ngược qua này nó tiêu luôn trơn nó làm cái nhánh cây hoài vẫn không đứng nó dừng vẫn gần nó chạy vô này nè chạy qua con cây nó mất tiêu luôn thôi thôi hết tìm được rồi. Quá trời rồi tiếp tục lấy vô em ơi. Mới đầu là mình sẽ ớt gia vị tiêu hành tỏi ôm bì một đống lông ôm bì mình mới bỏ vô chảo nữa hả bài cũ nữa hả sút ớt ớt con hả con nè tẩu đi con cũng không phải ăn nữa con ở đây á rồi mẹ sắp non mà đập lỗi hai con giống nhà đó để nhanh em mình mới hạ thêm con nữa đây. Con chạy trong ra hả? Ờ. Hello anh em bây giờ mình về tới nhà thì mình quay cái thành quả của mình. Xin chào chú. Để ra quay thành quả cho chú coi. Mình quay cái thành quả cho anh em xem đây. Hôm nay anh em mình đi bắn à. Cũng để lấy cân nhạc không hả? Cũng 2 kg hơn à. Ủa? Đâu được nhiều đâu. Thì vậy đi có chút sáng đó mà. Ui, 2 kg giá. 2 kg đúng. Hơn 2 kg xíu nha anh em. Đây. Đó hôm nay thì mình đi có chút xíu sáng rồi, chiều nắng quá anh em về mình về bị hóc quá rồi không hả
toàn rồi. Giờ đi massage cái cho mát lại. Về từ sau đi. Hưởng, Hưởng nó đi nó lượm được bộ bộ vô trường. Cho nên là bây giờ nó phải về nhà để làm cái bộ vô trường. Tại nhà hai bị bịt. Con chạy. Ồ, con bị bịt này còn sống nè. À, con bị bịt đầu tiên. Đầu tiên còn sống nè. Trời. Ồ, nó bự ghê vậy. Nó bự. Nó bự muốn ăn bự bự ra mà bị bịt quanh luôn chứ đâu. Con cháu. Còn thở mà. Đó là được 3 sắp, 2 bìm bịp và 2 4 6 8 10 11 con chim nha anh em. 3 4 6 8 9 con. À. Con này còn sống. Đây. Quá phê, quá phê. Rồi, video tới đây là kết thúc rồi. Anh em thấy hay cho mình xin một like, một cái đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực làm tiếp có video khác cho anh em xem nha. Rồi. Đây, hành trang của cô Hưởng bây giờ là lên xe. Đó, một lần đi bắn chim mà cái hành trang cỡ này nè anh em à. Hả? Thấy không? Anh em thấy ghê chưa? Ghê chưa? Đi rồi anh em đủ đồ rồi, cái này là cái khách sạn di động nè. Còn đây là đồ nghề để kiếm chim. Rồi. Đầu tư chiếc xe để đi luôn. Quá VIP, quá dữ. Đó.